Em xin kính chào toàn thể quý cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan trên toàn quốc. Phiên ngày hôm nay là ngày 28 tháng 11, thì cơ sở Lan rừng Vĩnh Phúc của em có về được một số loại lan như sau ạ. Sau đây em xin cập nhật và báo giá chi tiết từng mặt hàng lan ạ. Đây ạ, loại đầu tiên đây là kiều vuông nha các bác nhé. Tình trạng cây thì mùa này khi mà người ta khai thác ấy, một số cây nó cũng có hiện tượng là nó rụng lá nha các bác nhé. Tuy nhiên thì khi mà các bác về ghép thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ. Nó vẫn phát triển bình thường nha các bác nhé. Loại này cũng khá là dễ trồng ạ. Kiều vuông đấy. Loại này thì em xin bán với giá là 210.000 đồng một cân nhé các bác nhé. 210.000 đồng một cân ạ. Đấy, tình trạng cây thì cũng rất là khô ráo. Tuy nhiên thì lá của nó thì hơi ít một chút nha các bác nhé. Do trong quá trình khai thác ấy, thì nó cũng bị rụng mất một số lá rồi ạ. Đây là kiểu vuông nhé các bác nhé. Tiếp theo đây là đuôi tròn đấy ạ. Đuôi tròn thì hôm nay cây nó dạng thuộc loại cây trung rồi các bác. Mùa này là nó bước vào mùa khô, khi mà khai thác thì cây nó có hiện tượng nhăn lá một chút ạ. Tuy nhiên thì khi các bác về mua về đấy, các bác có thể ngâm với Atonic cộng với B1 đấy ạ. Các bác ngâm khoảng 2 tiếng ạ. Sau đó các bác vớt lên và treo ngược nó lên ạ. Rồi mình phun nước để giữ ẩm thường xuyên cho nó thì nó sẽ hồi phục ngay ạ. Đuôi tròn đấy ạ. Loại này thì em xin bán với giá là 200.000 đồng một ký nhé các bác nhé. Đuôi tròn đấy. Hoa của nó thì rất là đẹp luôn ạ. Vòi hoa khá là dài luôn nhé. Tiếp theo đây là hoàng thảo vôi ạ. Hoàng thảo vôi tình trạng mùa này cây cũng đã sung lá hết rồi nhá, chuẩn bị chở hoa thôi ạ. Khi mà các bác mua thời điểm này về ghép thì sẽ rất là thích hợp luôn ạ. Vì khi một thời gian nữa thì cây mà nó bắt đầu phát triển mầm gốc ạ, nụ hoa của nó bắt đầu to lên thì là vận chuyển này nó rất dễ bị hư mầm gốc và nụ hoa nhé các bác nhé. Hoàng thảo vôi này em bán với giá là 220.000 đồng một ký nhé các bác nhé. Đấy, tình trạng cây rất là khô luôn ạ. Và khá là đẹp ạ. Tuy nhiên thì hàng rừng thì nó có cả cây to cây nhỏ nhé các bác nhé. Tiếp theo đây là ngọc thạch ba màu đấy ạ. Ngọc thạch ba màu thì hôm nay em chỉ còn có khoảng mấy mấy cân ạ. Đấy, tình trạng cây thì cũng đã xuống lá hoàn toàn ạ, chỉ có chờ hoa. Loại này cũng khá là dễ trồng và hoa thì phải nói là cực kỳ là sai bông nhé các bác nhé. Ngọc thạch ba màu đấy ạ. Loại này em xin bán với giá là 150.000 đồng một ký nhé các bác nhé. Cây khá là dài ạ. Tiếp theo đây là kiều vàng nhé. Tình trạng cây khá là đẹp luôn ạ. Đấy. Mùa này các bác ghép kiều vàng rất là thích hợp luôn ạ. Vì khi mà ăn Tết xong thì nó sẽ bước vào mùa hoa của nó luôn ạ. Cây thì khá là dài, có những cây thì rất là mập luôn ạ. Đây các bác nhìn ạ. Thân của nó khá là mập nhé. Lá thì xanh mướt luôn ạ. Đấy. Loại này em xin bán với giá là 170.000 đồng một ký nhé. Kiều vàng ạ. 170.000 đồng một ký ạ. Tiếp theo đây là hạc vĩ ạ. Hạc vĩ thì cây nó cũng đã xuống lá hoàn toàn rồi ạ. Thì hôm nay em chỉ có một ít nữa thôi ạ. Loại này em xin bán với giá giảm giá cho các bác nhé, là với giá là 170.000 đồng một ký thôi ạ. Hạc vĩ ạ. Tiếp theo đây là u lòi nha các bác nhé. U lòi thì tình trạng cây nó cũng đang bắt đầu xứng bắt nụ rồi các bác. Đấy, loại này hoa lỡ vào dịp Tết nhé. Đây ạ. Các bác nhìn này, nụ hoa đang bắt đầu hình thành rồi ạ. Loại này hoa của nó phải nói là cực đẹp và bông rất là to luôn nhé các bác nhé. Nở đúng vào dịp Tết luôn ạ. Hoàng thảo u lòi này em bán với giá là 230.000 đồng một ký nhé các bác nhé. Có những cây của nó rất là dài nữa. Đây ạ. Cây này nó cũng đang chuẩn bị bật mầm mà bật bắt nụ ạ. Mầm gốc đang bắt đầu phát triển rồi nhé các bác nhé. Đây.
Tiếp theo đây là Vanda nha các bác nhá. Vanda rừng đây. Các bác nhìn lại đây, quả nó rất là to luôn ạ. Loại này bông của nó cực kỳ là to nhá. Và thơm ạ. Vanda rừng đây. Đó. Một số cây em cũng nhìn thấy có hiện tượng là có một cây, hai cây gì đấy nó đang có lụ đấy nhá các bác nhé. Nè, các bác nhìn này. Đấy. Còn đa số là đều là chưa có lụ nhá các bác nhé. Vanda cực kỳ là đẹp luôn ạ. Vanda này, cây này rất là to luôn nhỉ. Đấy các bác nhìn này. Chiều dài cây 4 50 cm này nhá các bác nhé. Đấy. Có những cây nó khá là to luôn. Đây, đây là một rề. Rề cây rất là to luôn ạ. Đây, người dân người ta đã buộc vào với nhau ạ. Không phải là rề, đây là những cái gốc gốc rời các bác nhé. Nó riêng rẽ chứ không phải là một rề đó. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Loại này em xin bán với giá là 200.000 đồng một ký nhé các à, 120 xin lỗi ạ, 120.000 đồng một ký nha các bác nhé. Vanda rừng đấy, một loại hoa rất là to và thơm nha các bác nhé. Cực kỳ là bền đấy. 120.000 đồng một ký nha các bác nhé. Tiếp theo đây là sóc nào ạ. Sóc nào thì tình trạng cây mùa này nó ở bên nào rất là thời tiết rất là hanh khô và khắc nghiệt ạ. Gió nào đấy. Khi mà người dân khai thác ở bên đó đó. Đem về đây thì nó cũng có hiện tượng cây nó cũng bị nhăn lá nhé các bác nhé. Đây là sông nào ạ. Sông nào là em xin bán với giá là 130.000 đồng một ký ạ. Sông nào nhé các bác nhé, 130.000 đồng một ký ạ. Cuối cùng đây là Long Tu Xuân nhé. Long Tu Xuân đây ạ. Long Tu Xuân này thì em xin bán với giá là 220.000 đồng một ký ạ. Tình trạng cây thì khi mà khai thác thì nó cũng không thể tránh khỏi gãy những cái đầu ngọn như này nhé. Tuy nhiên thì cây nó vẫn cho hoa bình thường và phát triển bình thường nha các bác nhé. Không ảnh hưởng gì đến chất lượng của mầm gốc đâu ạ. Đấy, tuy nhiên này nhìn thì nó có thể là nó hơi mất thẩm mỹ một chút thôi ạ. Còn nó vẫn cho hoa bình thường các bác nhé. 220.000 đồng một ký Long Tu Xuân ạ. Tiếp theo thì hôm nay em có về được một lô đai châu Thái hàng khủng nhé. Nó gồm có 4 màu đấy. Màu thứ nhất là màu trắng ạ. Thứ hai là màu đỏ sắc pháo này. Thứ ba là màu cam này. Và thứ tư là màu đỏ đốm nha các bác nhé. Nhưng mà tuy nhiên thì màu màu cam với màu đỏ đốm đấy. Với màu đỏ đỏ đốm ấy thì là hiện tại này em vẫn chưa phân biệt được, thì em cũng đang chờ nhà vườn người ta gửi cái bảng màu để em mới phân biệt được cái màu cam và màu đỏ đốm nhá. Còn màu trắng này, màu trắng này, đấy mới mới màu đấy là nó hiện tại là nó có mã màu trên cây rồi, nhưng mà hiện tại là em đang chờ người ta đây ạ, người ta xác định cái mã của nó chuẩn. Đây đây là cái mã của nhà vườn này nhá, người ta vẫn chưa gửi cái bảng mã màu cho em ạ. Để em xác định chính xác nó là màu gì nhé. Đây, lô này là lô toàn cây là hàng khủng này nhé các bác nhé. Có những cây của nó toàn là 8 9 cặp lá và có những cái cây của nó ít nhất là nó cũng phải được 6 cặp lá rồi nhé các bác nhé. Đấy, một lô này. Thì cái lô này thì em bán đồng giá cho các bác nhé. Đấy, các bác là thì là em có một lô này là lô lá dài này và tầm cỡ 8 9 cặp lá này. Bên này là những cây lá ngắn lá xếp rụt như là bản lá mít ạ. Đây các bác nhìn này. Đấy. Có những cái lá này em đo cho các bác xem là nó rơi vào tầm cỡ 7 8 cm này. Đây. Đây nha các bác nhé. Đấy. Đấy đầu ngọn của nó đây, nó 7 cm này nhá. Lá thì phải nói là cực ngắn luôn ạ. Đấy. Lá xếp rụt đấy nha các bác nhé. Đây có những nề lá rất ngắn luôn ạ. Chiều dài lá của nó chỉ khoảng hơn 20 cm một chút ạ. Đây. Đây em đo cho các bác xem là những cây lá ngắn của nó. Đây. Chiều dài lá của nó là khoảng 22 cm này nhá. 22 cm đấy. Đó.
Bàn lá khá là to luôn đấy. Bàn lá cây này là cũng gần 6 cm đấy, 5 cm 8 đấy. Thì toàn bộ những nồi này thì em sẽ quay sơ qua cho các bác xem một lượt đấy. Em bán đồng giá cho các bác nhé. Các bác nào nhanh tay thì chọn được những cái cây mà đẹp, các bác nào chậm tay thì có thể chọn được những cây nó sẽ kém hơn một chút đấy. Đấy các bác nhìn đấy. Đấy. Thì em xin bán đồng giá với giá là 880.000 đồng một cây nhé các bác nhé. Đấy. Nồi này thì cây nó cũng đã có 4 năm ngồng hoa, có những cây nó 3 ngồng hoa nhé các bác nhé. Cây nào cũng đều có lụ hoa hết rồi. Để em quay thử cho các bác xem, ví dụ như cây đầu tiên đây nhé. Đây ạ. Những cây này nó đang bắt đầu lụ hoa, nó ở lách lá đây. Đây các bác nhìn này. Đấy, em lấy nét đấy, là một. Đây ạ. Là nụ hoa nó nằm rất sâu nên là cây này hơi khó nhìn các bạn. Tuy nhiên này, nhìn ở ngoài thì nó sẽ dễ nhìn hơn nhé các bác nhé. Đây em lấy cây lá xếp này các bác xem. Đây ạ. Đây nhá, cây lá xếp này các bác nhìn đây ạ. Lanh lá đây ạ. Đây ạ. Đấy, nhìn sơ qua đây, đây là một nhá. Đây là dưới là các bác nhìn kỹ đấy. Vạch ra đây. Đây là hai nhá. Đây bên này là ba đây ạ. Đấy các bác nhìn đấy. Đấy đây em lấy nét. Đó. Đây là bốn này nhá các bác nhá. Đây ạ. Đây chỗ này là bốn này nhá. Đấy. Mỗi một cây nó cứ rơi vào tầm cỡ 3, 4, 5 vòi hoa rồi nhé các bác nhé. Cực kỳ là đẹp, mà lá thì phải nói là xếp hàng lá mít đấy. Có những cây lá dài nhá, thì nó cũng rơi vào tầm cỡ 8, 9 cái lá. Đây thì hình số 1 đây ạ. Đây là cây số 1 nhá, thì em có đánh số trên từng chậu rồi. Các bác nào lấy chậu nào thì cứ báo số cho em nhé. Đây em đánh số thứ tự, đây là 1 này, đây là 2, 3 này. Đấy, theo thứ tự nhá. Thì đây là em quay cây số 1 cho các bác xem này. Đấy, cây này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cầm lá rồi nhá các bác nhá. Đấy. Cây số 2 đây ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cầm lá giữa nhá các bác nhá. Đấy, cây này lá xếp bản lá mít đấy ạ. Xếp rụt đấy, mà lá rất là, bản lá khá là to đấy nhá các bác nhá. Nó rơi vào tầm cỡ 6 cm đến 5 cm rưỡi rồi. Đây là chậu số 3 đấy ạ. Cây này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cầm lá rưỡi nha các bác nhé. Đấy. Cây này cây số 4 đấy ạ. Đấy, cây số 4 này nha các bác nhé. Còn quay sự từng hình rất chi tiết rồi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cặp lá, chuẩn bị sang cặp lá 6 lá rưỡi nhé. Đây là cây số 5 này. Đây là các bác nhìn số 5 này nhé. Cây này lá nó thừa nhé, chứ không phải là bị nỗi lá. Đây là vòi hoa nó đấy nhé. Đây là các bác nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cặp lá rưỡi này nhé các bác nhé. Cây này rất là to luôn ạ. Đây chiều cao của cây này khá là cao luôn. Đây các bác nhìn, con đo từ ngọn nó thôi. Đấy, nó rơi vào tầm cỡ 26 cm này, 25-26 cm này. Cây này rất là to luôn ạ. Chiều dài xài lá của nó khá là to ạ. Tiếp theo đây là cây số 6 nha các bác nhé. Cây số 6 thì có một cái vòi hoa nó chỗ này và một cái lá này nó bị dụng rồi nhé các bác nhé. Đây ạ. Em đếm từ cầm lá này. 1, 2, 3, 4, 5 5 cầm lá rồi nhé các bác nhé. 5 cầm lá đây ạ. Nhưng mà cây này là lá, cũng là lá mít đấy nhé. Rất là to luôn ạ. Đây. Cây này cây số 7 nhé các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cầm lá rưỡi đây ạ. Lá phải nói là siêu ruột, xếp siêu rụt và siêu ngắn nhé, rất là ngắn luôn. Đây là cây số 8 đấy.
Đấy, đây số 8 này nhá. Cây số 8 thì nó cũng bị bỏ một lá gốc rồi ạ. Đấy, đến từ cặp này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cặp lá rưỡi. Và cái lá này là 7 nhá các bác nhá. Đấy, rất là to rồi. Thời điểm này các bác mua về để chơi Tết thì chỉ cần một cây này các bác đặt trong bàn uống nước thì quá là tuyệt vời luôn ạ. Vì trung bình một cây thì nó cứ có khoảng 3 đến 5 ngọn 5 vòi hoa. Cực kỳ là đẹp và thơm nhé các bác nhé. Có những cây nó ra rất mùi thơm ạ. Cây số 9 này ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cầm lá này nhé các bác nhé. Đấy. Cây này rất là đẹp luôn ạ. Cây số 10 đây ạ. Đây là cây số 10 nhé các bác nhé. Cây nó mùa số 10 này phải nói là siêu đẹp luôn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cầm lá giữa này các bác. Đấy, lá xạ hai bên rất là đẹp luôn ạ. Cây số 11 là một cây xếp gọi là rụt rỉ đây nhé các bác nha. Bản lá phải nói là chỉ có khoảng 20 cm ạ. Đây các bác nhìn găng tay của em đấy. Hơn 20 cm một chút đấy. 21 cm ạ. Cây số 11 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cầm lá rồi ạ. Đấy. Tiếp theo đây là cây số 12 đây ạ. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cầm lá nhé các bác nhé. Cây số 13 đây ạ. Bản lá rất là to luôn nhá. Cây này bản lá nó phải rơi vào tầm cỡ 7 cm đấy ạ. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cầm lá rưỡi đấy ạ. Cây này lá này rất là to luôn. Cây số 13 này. Và cây số 14 đấy. Cuối cùng là cây số 14 đấy. Đây là cây này là cây đỏ đốm rồi nhé các bác nhé. Rất lá rất là đẹp. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bước sang cầm lá gần thứ 7 đây nhé các bác nhé. Cực kỳ là đẹp ạ. Đấy thì em tạm thời em quay cho các bác xem 14 hình đai châu nhé. Và cuối cùng thì em xin công bố kết quả của mini game của ngày hôm trước đây ạ. Đây là tờ tiền 10.000 ạ. Có mình có số CG là VN156905 và hai số cuối nhé. Đây ạ, hai số cuối của nó là số 16 nha các bác nhé. Tuy nhiên thì không có ai đoán đúng cả. Chỉ có hai người đoán gần đúng số 16 này nhá. Đó là bạn Vũ Thường Lê đấy. Đoán dự đoán số 15 ạ. Có số điện thoại là 0973 629 761 nhá. Thì bạn ấy sẽ được tặng cái kỳ này nha các bác nhé. Và bạn tiếp theo là đoán số 13 là bạn Phương Nam ạ. Có số điện thoại là 0949 704 151 nhá. Thì sẽ được tặng cái kỳ này. Đấy. Toàn bộ những cái này thì sau khi công bố kết quả thì em sẽ điện thoại và lấy địa chỉ của các bạn đấy nhé. Thì em sẽ gửi cho họ. Đấy là toàn bộ mặt hàng nhà em có nhé. Các bác nào mà sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0365 323 666. Em tên là Bao nhé. Em ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Các bác hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho cơ sở Nam Rừng của em nhé. Thôi em xin phép được dừng video tại đây ạ.